Mai 31 Cầu Đào ơi, đường đông nghẹt. Vậy 31 Cầu Đào đông nghẹt à? Vậy mình kiếm chỗ nào không có đông mình đi đi. Chỗ nào mới hai người á? Chỗ nào hai người mà không đông? Thì ngày mai người ta bắn pháo hoa ở ngoài đường thì mình bắn pháo hoa ở chung nhà đi. Đúng là con trai của ta. Ok, đầu tiên thì em hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho khán giả được biết là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu. Em tên là Ngọc Ngân, em sinh 2003, đến từ Bến Tre. Hiện tại bây giờ em đang làm công việc gì? Hiện tại giờ em đang làm livestream. Livestream. Cái công việc đấy nó có kiểu tốn quá nhiều thời gian của em không? Không, vui lắm mà, thoải mái, muốn làm nè, lúc nào cũng được. Thế có thời gian để yêu đương gì không? Chắc có, mà tại chưa thôi. Thế là em vẫn đang độc thân? Đúng rồi. Em độc thân bao nhiêu lâu rồi? Em độc thân cũng hơi lâu rồi đó. Có thể cho anh một khoảng thời gian khoảng không? Chắc hình như là được tầm 5 rưỡi rồi đó. Tại sao trong vòng một khoảng thời gian dài thế mà em không có quen bất kỳ một ai? Em không hiểu nữa, nhưng mà kiểu là em cũng có hỏi á, xong cái mấy bạn bảo là nhìn mặt em giống có người yêu rồi, nên mấy bạn không thích lại gần. Thế em có đặt ra một cái tiêu chuẩn nào cho người yêu tương lai của mình không? Trời ơi, một chàng trai trong mộng. Nhìn hà là được. Wow. Nào, thế hiện tại bây giờ em có đang có tình cảm với cả ai không? Ý là rớt thì không có, nhưng mà kiểu là em kiểu bị ấn tượng với mấy bạn, tức là mấy bạn kiểu là không biết nữa, nhưng mà kiểu gây ấn tượng mạnh thôi, chứ thật sự rớt thì cũng chưa tới. Thế thì ngày hôm nay nhân tiện em nhận lời tham gia cái trải nghiệm của gọi đính mệnh của anh, thì anh muốn đưa ra một cái thử thách cho em là em sẽ chọn một anh chàng may mắn trong cái những cái người mà em cảm thấy có ấn tượng tốt đấy và tỏ tình với một bạn. Có nghĩ ra trong đầu ngay bây giờ khi mà nghe được cái trải nghiệm đấy thì em có nghĩ ra một ai không? Có nhiều lắm, nhưng mà nhiều lắm rồi. Không, ý em là có nam có nữ luôn nữa. Nữ luôn. Chơi đa hệ luôn. Ông, tại vì em ấn tượng là em ấn tượng gọi là không có phân biệt giới tính. À. Không, nhưng đang nói là về một mối quan hệ mà mình có thể yêu đương được, có phải tiến tới yêu đương được. Khó nha, nếu như mà tiến tới yêu đương thì chắc chắn khó. Tại vì cái này em cũng không biết được. Thì ý là tức là một, ví dụ như là em thích yêu con gái hơn thì em sẽ chọn một bạn nữ, còn nếu em thích yêu con trai hơn thì em sẽ chọn một bạn nam, thế thôi. Không, đương nhiên là em vẫn thích nam hơn. Vẫn thẳng hơn đúng không? Okay. Em vẫn thẳng hơn. Thế thì bây giờ em sẽ chọn một anh may mắn nào đấy, sau đấy em sẽ gọi điện và tỏ tình với anh đấy, xem phản ứng của anh ấy như nào nhá. Rồi, ok. Hello anh. Đang đâu thế? Em đang ở ngoài á, ở ngoài đường á. Thì nói ở ngoài đi, còn ngoài đường nữa. Ok. Rồi, ủa anh đang làm gì vậy? Anh mới chơi game xong. Rồi, chơi game xong hả? Ủa bình thường em thấy anh ngủ sớm mà sao anh thức khuya vậy? Thực tại vì em nhớ em cũng được á. Ủa anh mới vừa bảo chơi game xong mà giờ anh thay nhớ em, anh hơi mâu thuẫn nha. Dạ, nó tại vì chơi game kiểu như cuốn quá nên ngủ không được. À, cuốn game quá ngủ không được. Cái đó là phụ thôi, còn nhớ là chứ. Thôi ông im mẹ ngủ. Này điện anh gì không? Ý là mai là 31 countdown rồi, anh có đi đâu không? Anh đâu có ai đâu đi, ở nhà ngủ quá. Đợi không thể ngủ mới đi thôi. Anh con trai anh chủ động đủ chứ, chứ không lẽ giờ ví dụ con gái sao người ta chủ động được. Đúng đúng. Ủa, có ngủ con gái đâu ta. chứ không lẽ anh ngủ con trai hả? Không, thì cũng tính ngủ em đi, nhưng mà sợ em đi với bạn này kia nên không có ngủ. Ủa tự nhiên ngủ em đi, bình thường em thấy là anh rủ mấy bạn khác đi mà. Thế là em với anh đi thì nó cũng kỳ lắm á. Đi hai mình nó rất là kỳ á. Tại sao kỳ? Lý do sợ người ta tưởng tụi kỳ yêu nhau. Ủa thì đúng rồi chứ, tự nhiên một nam một nữ giữa đường giữa xá, ai cũng nghĩ là người yêu chứ không lẽ nghĩ là đồng chí hả? Thì có gì đâu, thì ta tưởng thì kệ người ta chứ, mình đi chơi mình vui mình mà. Ý là tưởng vậy thì ảnh hưởng đến anh, kiểu nhiều khi là anh không tìm được bạn gái sao đúng không? Thôi anh ấy. Hả? Anh ấy. Anh nhóm anh ấy được tới già không? Ý là hôm nay kiểu là cũng 30 rồi đó. Em vừa đi với công ty về á,
thì cũng có nhông nhiên chút, kiểu cũng nghe mấy bạn kể rồi Tết mấy bạn sẽ đi chơi chung với yêu, mà tự nhiên cái giờ em một mình nhà thì cũng chán. Thiên thời địa lợi, nhạc nó còn bật lên kìa. Ý là ngày sắp qua Tết Tây rồi mà tự nhiên em ở nhà, người ta đi chơi mà em ở nhà một mình thì buồn. Vậy á, để lại muốn rủ đi chơi chứ vậy. À, em không có rủ nha, cái này em tự nói á. Thôi giờ nghiêm túc nè, ý là tụi mình chơi chung cũng được bao lâu rồi ta? Cũng 3 năm rồi. Cũng dài ha, cũng dài rồi đó. Ấy là kiểu anh thấy tính cách em như thế nào? Thì thấy em dễ thương, kiểu như nói chuyện cũng vui. Hết rồi. Kiểu nhiều mà đẹp như kia kiểu đó mà nhiều. Nói chung là rất là ok. Rồi đó. Xứng đáng để làm bạn đúng không? Đó, sao nói vậy? Ủa chứ sao? Chứ xứng đáng làm gì? Làm nhiều thứ chứ không phải là bạn không đâu. Làm này kia chứ. Làm này kia là gì? Anh hiểu được, anh phải nói rõ ra. Em nhiều khi em ngơ, em ngu đó, em hiểu gì chưa? Thì làm này kia đó. Này kia là gì? Thì nè, giờ cãi nha. Làm bạn nè. Làm bạn tình yêu, lộn bạn bạn tình yêu. Nhầm. Vậy đó. Thì nó kiểu nó tới vậy đó. Bạn tình yêu là gì? Nói thẳng là bồ ấy. Thì nếu như vậy thì tại sao chúng ta chưa thành bồ của nhau nhỉ? Tại vì sợ mất bạn thì lỡ có chuyện là mất bạn là sao đúng không? Ủa vậy là bây giờ anh đang tỏ tình với em hả? Đúng ta. Ủa thì anh nói. Bây giờ không biết luôn. Nói chung nói thẳng. Tự nhiên hôm nay em điện anh thì mình cũng nói là cũng là bất hợp thích một xíu, nhưng mà sợ mất tình bạn nên là với lại em đẹp nên mới xứng với em đâu. À hơi thích một xíu thôi chứ không có thích nhiều. Ủa thì thích nhiều đó. Thì vậy giờ sao? Là mà nếu mà có yêu nhau á thì Tết này dắt trời về ra mắt gia đình tôi. Nhắc vậy? Nếu bạn chịu thì mình cưới bạn nha. Tại vì bạn hoàn hảo à. Bạn nói như vậy tại vì bạn nói mình hoàn hảo á, nên là mình cũng phải suy nghĩ lại cái đã. À, vậy ngày mai thì sao ạ? Mai 31 á, cầu đào ơi, ra đường đông nghẹt. Vậy 31 cầu đào đông nghẹt nè, vậy mình kiếm chỗ nào không có đông mình đi. Chỗ nào mới hai người á. Chỗ nào hai người mà không đông? Thì ngày mai người ta bắn pháo hoa ngoài đường thì mình bắn pháo hoa ở chung nhà đi. Không sợ cháy hả? Không sợ cháy nổ hả? Đâu pháo hoa này đâu có cháy đâu, pháo hoa này cái dạng thôi kỳ quá. Vậy thôi nói chung là thôi bạn cứ lên kế hoạch trước đây, xong rồi mai bạn qua bạn đón tự nhiên. Đi đâu giờ ta? Ủa đi đâu giờ bạn phải tụ lên với bạn hỏi tôi. Đi đâu cũng được nhưng mà phải đúng nha. Đi sai là không được nha. Đi sai là đi cho vui. Ồ anh nói xà lơ. Thôi đúng thôi, đừng sai được. Ok vậy ngày mai tôi qua đón cậu nha. Tắm rửa sạch sẽ làm chờ. Cậu mà hỏi tắm sạch cho cậu ơi. Rồi ok vậy thôi nha. Em cảm thấy nhờ sau khi mà tham gia xong cái trải nghiệm này, tự nhiên cái con yêu á. Đúng là hay thiệt sự. Tại vì em kiểu là giống như bạn á, em kiểu cũng sợ mất bạn, không dám nói. Với lại là kiểu không ngờ bị úp ngược lại. Nhưng mà sao bạn mà lại lưu là chồng yêu? Hả? Ý là chồng hờ, ý là sao ta, tức là thí dụ mốt em không có người yêu là em lấy nó ra làm chồng á. Tức là kiểu hay kiểu mình chơi thân với nhau quá xong mình cứ trêu nhau. Đúng rồi, kêu trêu vậy thôi à. Trêu đặt biệt hiệu là chồng yêu vợ yêu, xong rồi bảo là nếu mà không ai cưới mày ta sẽ cưới mày đúng không? Đúng mình vậy đấy, đúng không? Mốt anh cũng vậy đó. Thực ra ai cũng sẽ có một mối quan hệ kiểu đấy, mình thân nhau quá xong mình hay kiểu đùa nhau như thế. Ừ đúng rồi. Thật sự nhưng mà em thấy như vậy cũng kiểu cũng tốt mà, có người hiểu mình cũng ok. Nhưng mà em cũng nghĩ là mình sẽ tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với bạn này thật không? Để suy nghĩ đó. Mình cũng phải, ví dụ mình cũng thích nhưng mà mình phải giữ giá chứ. Ngày mai nó rủ em đi bán hoa. Ok, anh cũng mong rằng là cái mối quan hệ này nó sẽ ok với em và em sẽ cảm thấy vui vẻ với nó.
và em sẽ không có quyết định đúng đắn là liệu rằng mình có nên nghiêm túc với bạn này hay không. Vì anh thấy thanh niên này cũng hơi kiểu văn vở dẻo miệng á. Đúng rồi. Thế nên là em cũng nên kiểu như là mình từ từ chậm chậm lại một chút. Dạ. Mình cân nhắc nhá. Rất là cảm ơn em bởi vì em đã nhận lời tham gia trải nghiệm này. Chúc em chơi vui vẻ và sớm người yêu nhá. Dạ rồi, cảm ơn anh.